Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa kết thúc điều tra sơ bộ vụ việc Grab mua lại hoạt động của Uber tại thị trường Việt Nam. Quá trình điều tra sơ bộ đã xác minh các nội dung về bên bị điều tra, thị trường liên quan, thị phần kết hợp trên thị trường liên quan và dấu hiệu của hành vi vi phạm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy việc tập trung kinh tế giữa Grab và Uber tại thị trường Việt Nam có thị phần kết hợp vượt ngưỡng 50%. Như vậy, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định vụ việc này có dấu hiệu vi phạm quy định về tập trung kinh tế quy định tại mục 3 chương 2 Luật Cạnh tranh năm 2004. Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đang xem xét ra quyết định điều tra chính thức theo quy định tại khoản 2 điều 88 Luật Cạnh tranh năm 2004.